Okay. Now I have no health is no good. So I cannot come to the Vietnam. Yeah. So I can make the Zoom. Yeah. Retreat. Ngài nói rằng là đây vì cái vấn đề sức khỏe của ngài không có được tốt, sau qua rất nhiều lần giải phẫu đó, thành ra ngài nói thôi bây giờ phải gặp quý vị bằng cách làm Zoom mà thôi. So now I'm glad to meet you, the yogi, Vietnam yogi. Yeah, ngài nói ngài rất là sung sướng được hoan hỷ được gặp quý vị Phật tử, các thiền sinh người Việt Nam. All yogis be happy and peaceful. Cầu mong cho tất cả quý vị được mọi điều an vui hạnh phúc. Okay, now I try to start. Bây giờ tôi xin bắt đầu cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Namo dasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo dasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo dasa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Now I try to tell you about mindfulness meditation. Yeah, bây giờ tôi xin giải thích về vấn đề là chánh niệm trong sự thực tập chánh niệm. Basically, meditation means is cultivated wholesome quality of the mind. Một cách căn bản thiền là gì? Đó là cái sự trau dồi, tu dưỡng những cái phẩm chất của tâm. The mean is cultivation. Bhavana mean is cultivation. Yeah, chữ bhavana trong tiếng Pali có nghĩa là dưỡng nuôi hoặc giả là tu dưỡng hoặc giả là trau dồi. So, if you practice some mindfulness meditation, you need to practice all the time. Okay. Yeah, nếu mà bạn tập thiền chánh niệm á, thiền tứ niệm xứ thì bạn phải tập hoài, tập suốt ngày. So the meditation is actually the mind work. Yeah, cái việc chính của cái sự thiền tập đó là cái tâm đang làm việc. So when you are meditating, you need to know about this object in the mind. Yeah, khi bạn tập thiền, bạn phải nhớ nó có đối tượng và có tâm nhận biết. So everybody have six objects. Chúng ta six có and six objects. Chúng ta có sáu căn và có sáu trần. So we try to use the six objects and try to use the six object and grow the quality of the mind, awareness, samadhi, wisdom, and sadha panya. Yeah, chúng ta sử dụng những cái đối tượng này để xuất hiện trong sáu căn để mà trau dồi, để mà dưỡng nuôi, để mà tu dưỡng cái năm cái thiện pháp đó là tính tấn niệm định tuệ. Every time we are mindful, this five quality of mind is working. Mỗi lần hành giả mà duy trì chánh niệm thì năm cái lực này, tính tấn niệm định tuệ nó cũng có mặt nữa. So, object is not really important. The mind is meditating mind is more important. Ngài thiền sư nói rằng là có đối tượng và có tâm biết, mà cái đối tượng thì không quan trọng lắm. Tâm quan trọng, tâm nhận biết rất là quan trọng. So meditating mind should be a wholesome quality. Yeah, cái tâm mà nhận biết, tâm quan sát đó, nó phải là một cái tâm là kêu bằng là tốt thiện tâm. So because people are used to habit about whatever they do, they use a lot of energy. Yeah, đa phần các người ta đó thông thường, tâm lý thông thường, người ta làm cái gì người ta cũng sử dụng rất nhiều năng lượng. So we try to meditate without too much. If you try to meditate, you need to be don't use too much energy, don't focus too much, don't use too much energy. Ngài thiền sư dặn rằng là nếu mà quý vị tập thiền á theo cái phương pháp của ngài dạy đó thì không sử dụng quá nhiều năng lượng, không có chú tâm nhiều quá. Because if you focus too much, there's a maybe craving is pushing or defilement is there. Dạ, hễ mà chúng ta chú tâm nhiều quá thì cái tâm tham nó sẽ sanh khởi đấy, chúng ta muốn thì phiền não nó đang có mặt. So people are very used to this. And use whatever they do with the defilement. So this is a habit. Đây là cái thói quen thông thường của tất cả mọi người. Khi ta làm cái gì thường thường là có cái tâm nó đi theo, mà cái tâm này là tâm phiền não, tâm tham, tâm sân. So meditating mind must be not craving, not aversion, and not delusion. Yeah, vì vậy cái tâm mà quan sát ở trong thiền á, cái tâm này không có phải vắng bóng phiền não. Tâm đừng có phiền não. If you use too much and if you want something, if you want something, you use a lot of energy. Yeah. Or
If you are don't want to go away, also you use a lot of energy. Yeah. Với một cái đối tượng nếu mà chúng ta cố ý chúng ta bắt nắm nó, níu nó thì tâm tham nó sẽ khởi sanh. Còn ngược lại bằng có cái thái độ ngược lại bằng xua đuổi nó thì tâm sân nó sẽ khởi sanh. So you need to be used, relax and be aware and interest. Hãy thư giãn thoải mái, quan sát rồi gì đây duy trì chánh niệm. So when you meditate, the right attitude is very important. Vì vậy người ta thường nói một cái từ gọi là thái độ chân chánh trong thiền tập. Đó là cái điều rất là quan trọng, thái độ chân chánh. Without right attitude, there must be maybe craving is coming, aversion coming. Nếu mà không có thái độ chân chánh thì chắc chắn tham và sân sẽ có mặt đấy. Nó sẽ hiện diện ở trong cái sự tu tập của mình đấy. So what attitude mean is, right attitude mean is you need to use with the wisdom. Thái độ chân chánh là sao? Gọi là chánh, có chánh kiến, chánh tư duy, tức là có trí tuệ đó quý vị. So when we are watching this physical process and mental process, we need to think as a nature. Khi chúng ta quan sát những diễn trình thân và tâm á, chúng ta phải nhớ rằng nó chúng chỉ là những cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Don't think as a personal or identify this Nama Rupa process. Đừng có tự đồng hóa mình với những cái diễn trình danh và sắc. So when you practice with this, identify this physical process and mental process, the mind is craving, defilement will growing. Nếu mà chúng ta đồng hóa với những cái diễn trình thân và tâm, danh và sắc á, thì phiền não nó khởi sanh đó, có trong đó nó có tâm tham trong đó. So you need to think this process, physical process, mental process, is as a nature. There's no body there, no me, no I. Diễn trình danh và sắc thật ra chỉ là những hiện tượng tự nhiên, những cái pháp tự nhiên mà thôi, không có tôi, có ta trong đó. For example, if you watch your mind, then there's a more some defilement is arising. Then you identify, my mind is very bad. So then depression will come. Thì ngài thiền sư nói lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị quan sát cái tâm quý vị mà quý vị thấy tâm tham, tâm sân là phiền não đang có mặt á, thì quý vị nói ô tôi xấu quá đấy, quý vị đang tự đồng hóa với những cái phiền não rồi đấy. So you need to think about physical process and mental process as in nature as it is. Hãy suy nghĩ rằng đó chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi, như nó là không sao cả, không phải tôi ta, không phải là tôi. Whatever experience arising is good or bad is all our dhamma nature. Tất cả những cái kinh nghiệm nào mà chúng ta có trong thực tập, cho dù cái đó là tốt hay là xấu, đều là pháp bảo hết. So how bad the mind is arising in the how bad defilement arising and don't complaining. This is also nature. This is also dhamma. Cái này là cho dù phiền não nó đến như thế nào trong tâm của bạn, đừng có than thở. Nó chỉ là pháp bảo mà thôi. Tất cả chỉ đều là những hiện tượng tự nhiên. So this is very important when you are practicing vipassana. This right attitude is very important. Đó là cái thái độ chân chánh, và thái độ chân chánh rất là cần thiết trong cái sự thực tập thiền tư niệm xứ. So when you practice vipassana, you cannot practice with I. I no identify. Bạn tập thiền tư niệm xứ, bạn đừng có đem tôi ta vào. Đừng có tập với cái tâm là tôi đang tập, tôi đang tu, tôi đang dạy, tôi đang kia. And also when you meditate, object is not disturbing you. All object is nature. Tất cả những cái đối tượng nào mà các bạn gặp trong khi mà bạn thiền tập, dù đó đối tượng là tốt xấu, đều nó có bản chất tự nhiên của nó. Đừng có lý vào nó. If you judge this is a good, this is a bad, then the mind like come liking or disliking or arising, and the mind is agitated. Difficult to practice. Mà bạn mà cho rằng là cái đối tượng này tốt này, đối tượng này xấu, thì cái tâm của bạn sẽ rất là chấn động và rất là khó thiền tập. So sound just a sound, seeing size just a size, smell just a smell, right? No, this is not disturbing. The object is not disturbing. They are helping you to be growing the awareness, samadhi, and wisdom. Cho dù là âm thanh, cho dù là cái cảnh sắc, là cái cảnh vật mà mình thấy, hoặc giả là cái mùi, cái vị, bất cứ cái gì đó cũng đều là những cái để mà bổ túc, để mà làm cho cái niệm định tuệ của mình nó được tăng trưởng, chứ không phải là nó làm nó chặn ngăn chặn cái sự tu tập của mình. So many people have this idea that the sound is disturbing, the thinking is disturbing.
So then, because of this idea, the mind practice very difficult. Người ta thường thiền tập mà ta thường tập mà thấy khó khăn là tại vì sao? Người ta nói cái âm thanh này tôi cũng thích này, nên nó làm tâm của tôi nó phiền não này, cái sự suy nghĩ này nó cứ tới hoài này, tôi không ưa cái chuyện này. Tất cả những cái đó nó làm cho sự thực tập mình khó khăn đấy. Many people think about this thinking is disturbing, but actually we practice and vipassana, thinking is the mind. Yeah, thiền sư nói là khi mà quý vị tập thiền, quý vị không ưa cái tâm suy nghĩ đâu. Quý vị đâu không thích cái tâm suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ là chỉ là cái tâm mà thôi. Thinking is not disturbing. Thinking is the mind. So you need to know about the, what the mind is happening. The thinking mind happening, just recognize the thinking mind happening. Yeah, cái sự suy nghĩ là cái tâm, thấy không? Bạn quan sát thân và tâm thì bạn mới biết cái này là cái tâm này. Và bạn cần phải tìm hiểu nó. Và bạn biết cái gì nó đang xảy ra, cái tâm nó đang có mặt, đang hiện diện, đó là tâm suy nghĩ, đơn giản vậy thôi. So many people they don't like the thinking, they resist the thinking. That's why the every time thinking arising, you judging, thinking is not good, then the mind is anger, upset. So your samadhi is not coming. Mình tập thiền á mà mình thấy cái sự suy nghĩ tới là mình nói cái này không được, cái này tôi không ưa suy nghĩ, tôi không thích cái tâm suy nghĩ. Và khi mà mình có một cái thái độ mà rực rãi mà chống đối như vậy là làm cho cái tâm của mình nó tuột. And also sound, people think it's a sound quiet is better, noise is no good. So that idea you already have, every time the sound arising, the mind resists. Giống như cái âm thanh chẳng hạn, âm thanh lớn mình không ưa, mình thích yên tĩnh vắng lặng. Vì vậy khi mà âm thanh nó lớn tới là mình nổi bực. So when we practice vipassana meditation, all object is not disturbing. Khi mà bạn đã tập thiền tư niệm xứ thì tất cả các đối tượng đều là trợ duyên cho sự tu tập của mình hết. We use this object and growing our quality of the awareness, samadhi and wisdom. Sử dụng những đối tượng này để làm cho niệm định tuệ của mình tăng trưởng. Nó chỉ là một cái phương tiện để giúp cho mình cái sự tu tập của mình. And also the continuity of our practice is very important. Một cái điều khác nữa là cái sự liên tục trong cái sự tu tập rất là quan trọng trong cái chánh niệm đó. Meditating time is morning wake up and sleep time. Yeah. Cái giờ mà chúng ta tu tập trong một ngày là khi mà chúng ta thức dậy cho tới khi chúng ta đi ngủ. So every time you are mindful, there is a sati, samadhi, vidya, effort and sadha is working. Thế mà lúc nào mà bạn chánh niệm, dù bạn ở đâu mà làm cái gì đó, thì cái năm cái lực tính tấn niệm định tuệ nó sẽ có mặt. Sati means is don't forget about yourself, or don't forget about physical process and mental process. Thiền sư ngài nói chỉ sati trong tiếng Pali có nghĩa là chánh niệm. Niệm là sao? Là không quên những cái diễn trình thân và tâm nó đang có mặt, nó đang xảy ra. So be mindful, be aware. It's no need to force too much. Don't forget yourself. Đừng có quá cái bằng là gì đây, mình ép buộc mình qua trời trong khi mà mình duy trì chánh niệm. And also samadhi is not concentrated, not concentration forcefully. Samadhi means is a stability of mind. Chứ định ngài nói rằng là định là cái gì? Đó là cái sự quân bình của tâm, chứ không phải là cố chú tâm vào một đối tượng gọi là định. If you have a right attitude, the mind is no craving, no aversion, there's also the samadhi is already happened. Khi mà bạn tu tập mà cái tâm của bạn đã phiền não nó không có đó, cái tâm của bạn đã đang yên ổn rồi đấy. Bạn có định rồi đấy. So vipassana samadhi is very important. Is vipassana samadhi is depend on your right attitude, what right thinking. Cái định ở trong thiền thêm tứ niệm xứ có nghĩa là khi nào hành giả có thái độ chân chánh, có tư duy chân chánh thì có định. And also you need to sadha everybody have, no? Sadha about the travel jam or the confidence about yourself, then is the faith is already there. Yeah, cái đức tin cũng rất là quan trọng trong cái sự thực tập. Mình đức tin, có đức tin để tam bảo, mình có đức tin trong cái sự thực tập của mình thì cái đức tin nó có sẵn ở đó rồi, nó nằm sẵn rồi. So now you have a right attitude, right thinking about as it is, and physical process and mental process are nature. Tama nature, that is already have wisdom. Yeah, bây giờ có trí tuệ là sao? Đó là khi bạn thấy rằng tất cả những diện trình danh và sắc đều là những hiện tượng tự nhiên cả, không có ai trong này hết, không có cô tôi của ta. Đó, khi mà bạn có như vậy là cái đó là trí tuệ đấy. So yogi duty is not much complicated, very simple. Only three things we call yogi job. Yeah, thầy nói là có ba cái điều mà gọi là ba cái nhiệm vụ của một vị hành giả đơn giản thôi. Có ba chuyện mà hành giả cần phải làm.
So fast is right attitude. Thứ nhất about the physical about physical process and mental process. Thứ nhất là thái độ chân chánh với tất cả những hiện tượng thân và tâm. Second is the awareness is be present. Thứ hai nữa là cái sự hay biết hay là chánh niệm luôn luôn phải có mặt. And also that is a maintain the awareness continuously. Và cái thứ ba là tiếp tục duy trì chánh niệm. So this is a yogi job. You need to practice all the time. Đây là cái bổn phận của hành giả, đây là cái việc làm của hành giả, cái job là cái việc làm đó, cái chuyện mà mình cần làm đó. And also when you are sitting time, don't aware the problem is about thinking, sound and pain. Yeah. Yes. Có ba điều mà gọi là tên nói gọi là vấn đề trong khi chúng ta ngồi thiền, đó là âm thanh này, sự suy nghĩ này với sự đau nhức. So, actually, the thinking is not problem because the definition of mind is there's a some nature is can think. This is a mind. Yeah. Ngài nói rằng là sự suy nghĩ thật ra không phải là cái vấn đề. Bởi sao? Bởi bản chất của tâm là suy nghĩ mà. Theo cái định nghĩa cái gì mà biết suy nghĩ cái đó gọi là tâm. So every time the thinking arising, your duty is recognizing and be aware that every time the mind thinking, yeah. Just recognize. Yeah. Right. Bốn phần của chúng ta khi mà tâm mà suy nghĩ mà khởi sanh lên trong khi chúng ta thành thiền thì chỉ ghi nhận nó mà thôi. And also, when you are sitting time, the pain arising and don't complain about the pain also nature. Yeah. Khi mà bạn ngồi thiền mà nếu mà bạn cái sự đau nhức nó khởi sanh lên, đừng có than thở. Bởi vì nó là hiện tượng tự nhiên mà. But important is don't focus too much. First, you need to watch the pain first. When the pain arising, if you have a resistance, the mind is anger, then you need to watch the feeling first. Ngài nói rằng là khi mà bạn ngồi thiền mà cái đau nó phát sinh lên đó, mà tâm của bạn nó đối kháng, nó khó chịu, nó bực bội, quan sát cái tâm này trước, đừng có để ý tới cái đau. Right. So when your mind is watch the mind, the anger is decreased, then you can watch the pain. Đấy, khi mà bạn quan sát cái tâm hoài và bạn thấy rằng là cái tâm sân của mình nó đang có, khi mà cái đau nó khởi sanh lên, tức là tâm khó chịu á, cho đến lúc nào mà nó dịu bớt rồi đó, lúc đó bạn có thể quan sát cái đau. Because if you watch the pain, the mind is more increasing the craving, aversion, then the mind is very difficult to practice. Thế mà chúng ta trong khi mà đau như mà chúng ta quan sát cái đau đó, trực tiếp trong dòng cái đó làm cho cái đau nó càng ngày nó càng mạnh, phiền não nó sẽ tăng trưởng trong tâm của chúng ta. So one thing you remember is every experience come, if the mind is resist or attached, liking or disliking come, you need to watch the feeling state first. Yeah. Thực sự dặn là khi nào mà bạn quan sát một cái đối tượng nào mà có cái thích cái ghét ở trong đó thì mình phải quan sát cái trạng thái tâm đó trước tiên đã, đừng có để ý gì tới đối tượng. If you wear the object with the craving and aversion, this is not meditating. Khi một cái vị hành giả đã quan sát một cái đối tượng nào đó với cái tâm tham tâm sân thì không phải là hành thiền nữa rồi. So that's why you need to watch this liking disliking first. Then the mind is like and dislike and disappear, then watch the object as it is. Yeah. Mà thầy sư nói rằng nếu bạn nhận ra rằng có cái tâm thích tâm ghét, khi mà đối tượng khởi sanh thì quan sát cái tâm này trước, thích ghét cái đã, khi nó dịu xuống rồi đó thì bây giờ nó đối tượng như thế nào mình quan sát cho nó như vậy. Ví dụ chẳng hạn thầy nói cái đau hồi nãy thì bây giờ cứ quan sát cái đau không sao cả. And daily activity also, meditation is not only sitting time. Yeah. Any action, any activity, then you need to be practiced. Thiền sư nói là tu hành thiền không phải là chỉ giờ ngồi mà thôi, mà trong khi mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày, bất cứ chúng ta làm cái gì, chúng ta nhớ duy trì chánh niệm, cái đó gọi là chúng ta tu tập đó. And also, we are not only the physical sensation as used as object. You need to practice also six sense, seeing, hearing, also smelling, tasting. You should be practiced. Chúng ta có sáu căn, sáu trần. Bất cứ cái đối tượng nào nó xuất hiện trong những cái căn này, chúng ta đều phải quan sát hết. Ví dụ chẳng hạn âm gì đây, mùi vị này, rồi âm thanh này, rồi không phải chỉ có hơi thở là xúc chạm không thôi, mà phải quan sát đủ trong các sáu căn. So seeing and looking and talking time, the practicing is most difficult because you never practice before. Ngài nói rằng là cái thấy với cái nhìn đó, mình ít tập lắm. Nói chuyện cũng vậy, mình không tập được, rất là khó cho mình tập. Tại vì sao? Tại vì mình không tập.
So if you want to meditate practice in the daily life, you must skill this six sense also. Yeah. Seeing, hearing also, you should try to practice. Yeah. Thầy sư nói là nếu mà bạn muốn tập đem cái phương pháp tu niệm này mà áp dụng trong đời sống hàng ngày đó, trong cái sự sinh hoạt hàng ngày mình thì mình phải là kêu bằng hay biết, phải ghi nhận tất cả những cái gì xảy ra trong sáu căn. And what left? I can read. So. Gratitude. Shall I say about a pen, talk, yeah, and noise? Noise, the already, no, already sound. Sound. Oh, yeah. Then that's it. Just. Then, or eating time also. Eating time very important. Also, you need to practice in the eating time also. Yeah. Because when you're eating time, the six object is or six sense door is walking. Yeah. Ngày dặn là bây giờ đang có một cái nữa là ăn. Chúng ta khi mà ăn thì chúng ta khó mà chánh niệm lắm. Bởi vì sao? Bởi vì trong khi mà mình ăn á, sáu cái căn này nó tham gia vào cái chuyện ăn uống. And seeing. Thấy. Looking. Nhìn. And hearing. Nghe. Sound. Âm thanh, smell, taste, and intention, the mind, the lover, and liking, disliking, yeah. All six objects is walking. Yeah. Cái vị, so you can practice one by one. Yeah. Yeah. Cái vị, cái mùi, cái tác ý, rồi tâm tham, tâm muốn, đủ thứ ở trong đó khi mà chúng ta ăn. Thành ra mà chúng ta có thể quan sát từng cái một. Yeah, daily activity also very important. You should not only the sitting time, no? Walking. Or walking, yes. Whatever you do, sitting, you know you're sitting, walking, you know you're walking. So as much as you can, try to be aware every posture. Yeah, ngài dặn là trong cái sinh hoạt hàng ngày mình cố gắng mình duy trì chánh niệm càng nhiều càng tốt. Đi mình duy trì, ngồi mình duy trì chánh niệm, đi duy trì chánh niệm, sinh hoạt hàng ngày mình nhớ duy trì chánh niệm. Càng nhiều càng tốt thôi. Cho ngài không có nói phải duy trì chánh niệm cho trong tất cả các cái sinh hoạt. Càng nhiều mà bạn tu tập được, bạn ghi nhận được càng nhiều thì càng tốt. So the seeing and looking is different, no? Yeah. Nói quý vị, cái thấy và cái nhìn hai cái này nó khác nhau. Because looking, if you know you are looking, now you can practice yourself now. Do you know you are looking? Yeah. Or not? Ngài nói bây giờ đây này, đây quý vị đang ngồi và quý vị thấy sư này. Quý vị có biết là cái tâm quý vị đang nhìn không? If you know you are looking, that means you know the mind. Yeah, khi mà bạn thấy rằng cái tâm mình nó đang nhìn á, thì cái đó là bạn đang nhận ra được cái tâm đấy. Looking and listening and pay attention is the same function of the mind. Yeah. Only the door is different. Yeah. Mình nhìn, mình để ý, rồi mình suy nghĩ về những gì mà thiền sư nói thì đây là những cái sự sinh hoạt của tâm này và nó xảy ra ở nhiều cái căn khác nhau. So, if you watch the mind, this you need to know what is the mind. Yeah. Nếu bạn quan sát cái tâm thì bạn phải biết, phải hiểu tâm cái tâm là gì. The mind is thinking. The mind, thinking is mind. Feeling is mind. Intention is mind. Pay attention is mind. Ngài nói rằng là cái tâm nó để ý, tâm suy nghĩ, tâm tác ý, cái tâm nó có sự chú ý cái gì đó, tất cả đều là tâm hết. So when you watch the mind, it's easy to watch this. Feeling is more obvious and thinking is more obvious. Khi mà quan sát tâm á. Với hình giả mà mới tập dễ nhất là mình thấy cái tâm suy nghĩ và cái thứ hai nữa là cái cảm xúc của mình buồn thương giận ghét đó. So every day you are looking many times but you never notice you are looking. Dạ, chúng ta nhìn mỗi ngày mà không phải cái gì ở đâu chúng ta cũng nhìn hết trơn á, mà có mình có khi nào mình để ý rằng mình đang nhìn đâu? So we try to notice about you can practice every time you're looking, make the habit. Then every time you see or you look, then awareness become a nature. Yeah. Make a habit. Make habit. Tạo cho mình cái thói quen. Cái thói quen đó là sao? Hãy mình nhìn cái gì, thấy cái gì, phải ghi nhận cái nhìn cái thấy.
cứ làm hoài như vậy thì nó trở thành thói quen. Vì vậy cái chánh niệm nó về cái nhìn và cái thấy nó sẽ tự động. Every day morning wake up, the whole day you are looking many times. So you should practice whatever you do, you are looking first and do later, right? Put the things and take the things and look first. So try to recognizing you are looking. This is not very difficult, just only practice. Ngài nói rằng là đó, ví dụ chẳng hạn trong cái nhìn này, mình nhìn suốt ngày, mình nhìn đủ thứ cái à. Mình muốn lấy cái gì mình cũng phải nhìn, phải vậy không? Rồi mình muốn di chuyển một cái vật gì mình cũng phải nhìn. Mình thấy ai đó mình cũng nhìn. Mình nhìn hoài như vậy mà mình không có cái thói quen là mình để ý mình nhìn. Bây giờ mình làm lại, hễ mẹ mình muốn lấy cái gì thì mình nhìn cái đó, mình biết cái tâm mình đang nhìn. Hoặc giả là mình đem cái vật đó đi, mình phải rờ nó, mình đụng chạm nó, mình cũng biết cái tâm mình đang nhìn. Thì nó trở thành thói quen. So don't forget about yogi job. Three things. Yeah. Anh nói là right cái attitude and be aware and maintain the awareness continuously. Anh nói rằng là tôi nhắc lại là cái vai trò, cái việc làm của một cái vị hành giả đó là sao? Đó là thái độ chân chánh, có chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. And also practicing all the time. Anh nhớ là phải tập hoài, chẳng phải chỉ có tập trong ngồi thiền mà thôi. Then later, bà chẳng đi. Later. Yes. Bibi. Xin này mới xin thiệt. Hả? 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 Cô nhàng say that teacher, when you say the right attitude, many people don't know how to have a right attitude. Right attitude is the thing about the nature, the physical process and mental process as as nature, right? Yeah. There's nobody. Don't identify. No identify, yeah, right? Yeah, yeah. Ở đây có một vị hỏi là giờ thưa sư thế nào gọi là thái độ chân chánh? Thái độ chân chánh đó là sao? Đó là khi mà mình quan sát một cái đối tượng, cái đó hoặc giả là tâm, hoặc giả là các thành phần vật chất gọi là thân và tâm á, thì phải nhắc rằng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, không có ai trong đời trơn, mình cứ đem tôi ta vào trong đó. Chẳng hạn như ví dụ như tâm suy nghĩ chẳng hạn, quý vị quan sát tâm suy nghĩ mà thái độ chân chánh, cái này là hiện tượng tự nhiên, là chẳng phải tôi đang nghĩ, đem tôi ta vào trong đó là phiền não á. Because if you are think identify is you believing wrong view, wrong way to think about physical process, mental process is me, right? Yeah. So, thế mà mình tự đồng hóa với nó thì mình có cái gọi là cái tà kiến, mình suy nghĩ sai rồi, mình xem nó là của mình, là của whatever ta. Whatever happening, your physical, your body heat or sensation come, you said I'm hot. Yeah. I'm angry. So mental state also, all mental process also, you think at me. Yeah. Actually, the people are more attached to the wrong way to the thing about the mind state. Yeah. I know. Yeah. I'm angry. I want. Yeah. Right? Nói là lấy một ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mà nóng chẳng hạn, nói cho tôi nóng quá, đó, đem tôi ta vào đây đấy. Hoặc giả tâm của quý vị suy nghĩ, quý vị nói, ôi tôi ngồi thiền sao mà tôi suy nghĩ hoài. Hoặc giả là có buồn vui giận ghét, mình nói tôi buồn, tôi vui, tôi giận, tôi ghét. Thường xưa nói mình đem cái tôi ta vào trong cái những cái diễn trình danh và sắc này, mình không hiểu rằng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, thì cái này làm cho phiền não nó khởi sanh đấy. That's why you watch your mental state, this wrong view is very important. Yeah. If you identify the mind state, then you become the mind quality is me. My awareness, my samadhi, my defilement. Yeah. So when you think the good quality of mind, then it's me, then your proud is coming. Yeah. If your bad quality of mind, you think about this, then you become depressed, upset. Yeah. So this is very important, but right attitude about watching the mind. Yeah, Ngài Thiền Sư nói thái độ chân chánh hay là chánh kiến rất là quan trọng khi mình có quan sát cái tâm của mình. Ví dụ mình thấy cái tâm mình nó phiền não quá, mình nói ô tâm tôi thấy xấu quá. Đây, bạn đang tự đồng hóa bạn với cái tâm này đấy. Hoặc giả là nếu như bạn thấy rằng cái tâm của bạn nó tốt, bạn ngồi thiền, bạn có định tâm, bạn có chánh niệm, ô tôi tốt quá, tôi hay quá, tôi giỏi quá, thì tất cả những cái này là toàn là phiền não không. If you use the eye to center and you think everything is
defilement were growing. Yeah, hễ bạn sử dụng tôi ta như là cái trung tâm của tất cả những cái kinh nghiệm gì đó mà bạn gặp phải là phiền não nó sẽ khởi sanh đấy. For example, you think it's you not relation with you, then you're not agitated, not emotion calm. But yeah. If you related to new, more close yeah, yeah, to yeah. you, then start to agitate calm. Thì ngài nói rằng là ra cái tâm của mình đó, nếu mà mình không có mà tự đồng hóa mình với tất cả những cái gì mà mình kinh nghiệm á, thì tâm mình yên lắm. Đem tôi ta vô đó, tôi buồn, tôi vui, tôi giận, tôi ghét, tại sao tôi suy nghĩ tâm tôi tốt quá, xấu quá, rồi bắt đầu phiền não đó, tâm bạn bắt đầu chấn động. This idea of self is very emotional calm. Yeah. So when you are meditating, this wrong view is very problem. Yeah. If you think about the me, then all emotion were growing. Yeah. Khi mà mình đem tôi ta vào, mình suy nghĩ rằng cái này là tôi là ta, thì là cái cảm xúc của mình nó sẽ càng lúc nó càng mạnh. Và khi mà cảm xúc mạnh như vậy, mình tu không được, mình thiền tập không được. So that's why when you practice the vipassana, you should not identify the thinking, identify the process, yeah. physical process or mental process. Vậy trong khi tập thiền, ngài thiền sư nhắc lại là nhớ đừng có đồng hóa mình với những diễn trình danh và sắc. Tâm suy nghĩ là diễn một diễn trình của tâm này, nghe không? Hoặc giả những cái sự cảm giác ở trong người thuộc về thân này, và là diễn trình danh sắc. Đừng đồng hóa với nó, đừng mình có đừng đồng hóa nó với chúng. Còn nếu mình đồng hóa với chúng gọi là mình tà kiến, và cái sự thực tập của mình rất là khó khăn. An object. So meditating mind must be more important than object, right? You take care of your checking your mind state, what state of mind and you're meditating. Yeah. Mình nói là đối tượng và cái tâm nhận biết, cái tâm quan sát đó, cái tâm quan sát rất là quan trọng. Luôn luôn kiểm tra xem thử trong này có phiền não nó chen vô không. Khi mà phiền não nó chen vô rồi là mình tu không được. And relax or not. Thư giãn hay không thư giãn. If you have a mind, your mind have a defilement, then you use a lot of energy and tense. Yeah. So not relax. Yeah. So you need to check. Yeah. When you're meditating time, you need to check back your mental state again and again. Khi mà mình đang thiền tập, mình nhớ mình kiểm tra hoài cái trạng thái tâm của mình. Có thư giãn thoải mái hay là căng thẳng. Lấy ví dụ như bây giờ mình thấy phiền não trong tâm mình tham cái gì, mình sân cái gì đó không biết. Tâm mình nó căng thẳng. Đó, không được rồi đấy. So luôn luôn giữ tâm mình cho thư giãn. So meditation idea is we are not trying to create anything. We are not trying to resist anything. We try to be aware what the process is happening as it is. Yeah. Thiền tập không phải để mà tạo dựng một cái gì. Thiền tập không phải là đối kháng một cái gì. Mà thiền tập là giữ cái tâm cho yên tĩnh để mà duy trì chánh niệm để mà thấy được cái gì nó đang xảy ra. You need to know about your reason to practice. No? Why are we aware? Yeah. Chúng ta phải hiểu chúng ta chánh niệm để làm gì. Tại sao chúng ta chánh niệm? Tại sao chúng ta có sự hay biết? We're not aware, we're not seeing what we want to see. Huh? We not want to get something, we not achieve something. Yeah. We are just trying to know the process. Yeah. Ngài nói rằng mình tu tập không phải vì mình muốn đạt một cái gì, mà mình muốn hiểu cái diễn trình danh và sắc nó xảy ra như thế nào, thân và tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào. So vipassana meditation is no need to be too much energy, relax and be aware. Then you can practice the whole day. Otherwise, you cannot practice the whole day. Very, you lost a lot of energy. Yeah, ngài dặn lại nữa là mình trong khi mà mình tu tập thì nhớ đừng sử dụng quá nhiều sức, đừng quá chú tâm, mà thư giãn, duy trì chánh niệm. Rồi nhờ vậy rồi mình mới tập được suốt ngày. Còn hễ mà sử dụng nhiều sức quá thì mình mệt mỏi, mình không có tập được lâu. And then, all objects. Huh? All objects. Same. Yeah, already. I said that already. She asked about daily activity. Please teach them how to be mindful on the daily activity. Maybe the third day, you say. Yeah, we already did that later. Now we try the instruction. Give the instruction about. Already, I suggested a little bit about the daily activity. You need to practice the every action, right? Yeah. Whatever you do, you recognize you're doing.
Có một vị hỏi, dạ thưa ngài, thưa ngài cũng dạy cho các vị hành giả biết cách sức mà tu tập ở trong cái đời sống hàng ngày đó. Thì thầy có nói, thực sự con nói với sư rằng là cái này là mình sẽ chỉ cho bà con vào cái buổi cuối cùng, không cái ngày thứ ba. Đấy, tôi gọi là tu tập ở trong cái đời sống hàng ngày. Nhưng mà xuyên qua những cái gì tôi giải thích thì quý vị thấy bất cứ quý vị làm cái gì, quý vị duy trì chánh niệm thì trong đời sống hàng ngày cũng vậy. So important is that don't judge the experience. No? Every experience is the same. Yeah. Nhớ, don't judge this good, this bad. Yeah. Nhớ bất cứ cái gì nó mà bạn kinh nghiệm được mà đừng bao giờ xét đó. Xét đó là cái kinh nghiệm này tốt này, kinh nghiệm này xấu này. Đừng có xét đó. Nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Có gì tốt xấu trong này. Em đấy mất bạn chẳng đi rồi. Tâm biết và tâm quan sát hả? But she said that her friend once had explained what is watching mind and knowing mind. Oh. Watching mind, knowing mind, watching mind. Watching mind, knowing mind, because the object and knowing mind is already happened. Okay. Right? Every time the mind object arising, the mind knowing. Right? Yeah. This is a knowing mind. Yeah. Watching mind is that you are aware. The awareness you're watching mind. Yeah. Có một vị hỏi, dạ thưa ngài, có cái sự khác biệt nào giữa tâm biết và tâm quan sát? Thì ngài thiền sư giải thích rằng là cái tâm biết nó đi theo với đối tượng, thì đối tượng khởi sanh tâm biết có liền tức thì. Còn ngược lại đó, cái tâm quan sát là cái tâm nó đứng ngoài mà nó thấy cái gì đang xảy ra, tâm nơi tâm có cái sự tỉnh thức đó. So it seems like this one is stick together with the object, or the one is outside, yes. Something like that. Yeah, to watch. Yes, step back and just yeah. aware that this yeah. experience. But people are beginning, the object and knowing mind is not separate. Yeah. They're yeah. mixed together. Yeah. And later, if your awareness somebody increasing, then the mind is experience, the mind object is being known. Yeah. The mind is knowing, yeah. right? Yeah. Trong này ngài thượng sư nói rằng đó cái tâm biết á, tâm biết và tâm quan sát á, thì sư thưa với ngài có phải là tâm biết làm như khi mà đối tượng nó khởi sanh, tâm biết nó nằm sẵn đó rồi, mà tâm quan sát là như đứng ngoài nó thấy cái gì xảy ra, mà nói đúng như vậy đó. Nhưng mà cái vị hành giả mà mới tập á, không nhận ra được cái sự khác biệt giữa hai cái này đâu. Đối tượng tới là tâm biết nó có rồi đó, mà mình chỉ thấy đối tượng thôi mà mình không thấy tâm biết. Ví dụ như âm thanh chẳng hạn, khi bạn nghe một cái âm thanh là trong đó cái tâm biết nó đang có mặt, thì từ từ mình tu tập rồi mình thấy hai cái này nó khác nhau nè, chứ không phải là nó cùng là một thứ. So I don't have idea coming. So that's enough today, no? Thôi bây giờ thầy nói, ngài nói rằng thôi bây giờ bấy nhiêu thì chắc có lẽ cũng đủ rồi. Thôi quý vị ngài chắc cũng ngợp lắm rồi. Thôi bây giờ đó, tạm thời chắc là... Tomorrow we talk about meditation, about the mind. Ngày mai đó thiền sư hứa là sẽ chỉ cho quý vị cách thức mà quan sát cái tâm. Giảm đi nữa. Sa đủ. Chúng ta kết thúc thời pháp thoại sáng ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ hướng phước thiện. Tôn méo quỳ. Ồ. Ít đăng mê buôn nhân. Sa bất khai gia. Ba thân hồ tu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Ít đăng mê buôn nhân. Niết bàn na sa. Bát gia vô hồ tu, phước lành này của con nguyện là duyên thành tựu niết bàn. Ma ma bùn nha ba ngàn sa pa sa ta nam pha chi mi. Chúng con xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Tê sát vệ mê sa mang bùn nha ba ngàn la phàm tu. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy, đồng đều nhau cả thầy. Buddha sa sa nang chi rằng tích tha tu. Buddha sa sa nang chi rằng tích tha tu. Buddha sa sa nang chi rằng tích tha tu. Nguyện Phật chánh pháp mãi được trường tồn. Nguyện chánh pháp mãi được trường tồn. Nguyện chánh pháp mãi được trường tồn. Sa đu. Ban tổ chức mời biết để hành giả tri ân thiền sư.
Ba tổ chức mà biết để thành giả chi thì sư. Thank you.